quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Hàn Quốc và Ukraine về việc nước này cử binh sĩ tham chiến cùng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 21 tháng 10, đại diện Triều Tiên gọi đó là những tin đồn vô căn cứ và lập luận rằng quan hệ của họ với Nga là hợp pháp và hợp tác. Đây là lần đầu tiên có một quan chức Triều Tiên bình luận công khai về vấn đề này. Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã quyết định điều khoảng 12.000 binh sĩ tham gia cuộc xung đột của Nga ở Ukraine và đã điều 1.500 binh sĩ đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói tại một phiên họp của Ủy ban Thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế về thông tin hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi cảm thấy không cần phải bình luận về những tin đồn vô căn cứ và sáo rỗng này, vốn nhằm bôi nhọ hình ảnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và phá hoại quan hệ hợp tác, thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Wang Jun-kuk đã kêu gọi chấm dứt ngay sự hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Triều Tiên và Nga. Cùng ngày, Mỹ đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng đây là một diễn biến nguy hiểm và đáng lo ngại nếu Triều Tiên đưa quân đến Ukraine để chiến đấu cùng Nga. Phát biểu trước Hội đồng gồm 15 thành viên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cho biết: "Chúng tôi đang tham vấn các đồng minh và đối tác của mình về những hậu quả cho một động thái này." Bình luận của đại diện Triều Tiên và các bên được đưa ra sau khi đại diện Ukraine cáo buộc Bình Nhưỡng đang triển khai kế hoạch điều 11.000 binh sĩ thường trực để giúp cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn giữ im lặng về các thông tin liên quan đến việc triển khai binh sĩ. Ngày 21 tháng 10, Điện Kremlin từ chối xác nhận thông tin về binh sĩ Triều Tiên mà khẳng định Nga đã cam kết tiếp tục duy trì hợp tác với Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Triều Tiên là nước láng giềng và là đối tác thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là quyền chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc dẫn lời phái bộ Georgia Zinoviev cũng nói rằng sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng không nhằm vào Seoul. Sau khi được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về vấn đề trên, đại sứ Zinoviev nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên phù hợp với luật pháp quốc tế và không nhằm chống lại lợi ích an ninh của Hàn Quốc. Ngoài ra, đại sứ Zinoviev cũng đã lưu ý Moscow và Seoul có lập trường đối lập về nguyên nhân gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, ngày 21 tháng 10, Trung Quốc bày tỏ sự hy vọng tất cả các bên sẽ nỗ lực xoa dịu tình hình sau tuyên bố của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã điều quân đến Nga để triển khai ở Ukraine. Còn Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte đã cảnh báo về việc Triều Tiên cử binh sĩ sang hỗ trợ Nga tại Ukraine sẽ là hành động leo thang đáng kể. Theo một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với truyền thông ngày 20 tháng 10, một trong ba bức ảnh cơ quan tình báo Hàn Quốc công bố cho thấy việc Triều Tiên điều quân sang Nga đã được chụp lại bởi vệ tinh do Hàn Quốc vận hành. Các bức ảnh mà cơ quan tình báo Hàn Quốc công bố ngày 20 tháng 10 cho thấy đồn đoán về việc Triều Tiên điều quân sang Nga là có căn cứ. Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, bức ảnh thứ hai ghi nhận là của Airbus, nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh toàn cầu. Tuy nhiên, bức ảnh thứ ba không được nêu rõ nguồn cung cấp. Khi công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh này, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã quyết định điều động khoảng 12.000 quân sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine và đã điều động 1.500 quân đặc nhiệm đến thành phố Vladivostok. Nguồn tin cho biết, bức ảnh thứ ba không phải do vệ tinh mà chúng tôi đang vận hành chụp. Bức ảnh đó dường như được chụp bởi vệ tinh được trang bị radar khẩu độ tổng hợp SAR, có thể thu thập dữ liệu bất kể thời tiết bằng cách sử dụng hệ thống cảm biến từ xa. Hàn Quốc đang vận hành nhiều vệ tinh được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, bao gồm cả vệ tinh trinh sát quân sự. Mặc dù hình ảnh chụp từ vệ tinh quân sự thường không được đưa vào thông cáo báo chí của chính phủ vì chúng được phân loại là bí mật quân sự. Hàn Quốc đã theo dõi sát sao những động thái của Triều Tiên thông qua vệ tinh do chính phủ và quân đội nước này vận hành, trong khi ngày càng có nhiều đồn đoán về sự hợp tác quân sự sâu rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tờ The Times của Anh mới đây đưa tin, hàng năm Triều Tiên chuyển khoảng 3 triệu quả đạn pháo cho Nga, chiếm một nửa tổng số đạn pháo mà các lực lượng vũ trang liên bang Nga VSRF sử dụng. Tin trên cho biết,
Nguồn cung cấp này đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các hoạt động tấn công của quân đội Nga trên mặt trận, kể cả việc góp phần mang lại thành công trong trận chiến giành quyền kiểm soát thị trấn Ugleda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các nguồn của báo Anh cho rằng, sự hỗ trợ này của Triều Tiên đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chiến sự ở các khu vực mặt trận miền Đông. Nhờ nguồn cung cấp này mà quân đội Nga có thể duy trì cường độ pháo kích cao, qua đó giành quyền kiểm soát thành phố có ý nghĩa chiến lược quan trọng Uleda. Tuy nhiên, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn bác bỏ thông tin về việc hợp tác với Bình Nhưỡng trong việc cung cấp đạn dược. Hôm 5 tháng 10, hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukinform trích dẫn bản cập nhật thông tin tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố trên mạng xã hội X cho rằng quân đội Nga có thể sẽ cố gắng tiến xa hơn thị trấn Vuleda, hay còn gọi là Ugleda ở vùng Donetsk trong những tuần tới, và mục tiêu tiếp theo có thể là làng Velika Novosinka. Theo bản cập nhật trên, Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực để chiếm dần Vuleda trong 2 năm qua và chịu tổn thất nặng nề trong quá trình này. Thị trấn nằm trên vùng đất cao khiến nơi đây trở thành vị trí phòng thủ dễ dàng hơn cho lực lượng Ukraine. Theo CNN, Nga đã soạn sẵn một bảng câu hỏi bằng tiếng Triều Tiên để thuận tiện cho việc phân phối trang thiết bị quân sự cho binh lính Triều Tiên đóng quân trên lãnh thổ nước này. Theo đó, bảng câu hỏi do Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin Ukraine Spravdi cung cấp được xem là bằng chứng bổ sung cho thấy quân đội Triều Tiên có thể sẽ gia nhập lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bảng câu hỏi có hướng dẫn yêu cầu binh sĩ cung cấp kích cỡ mũ, quân phục và giày với thông tin tương tự bằng tiếng Nga. Bảng này còn có các mục ghi kích cỡ kiểu Hàn Quốc, thuật ngữ được người Triều Tiên dùng để chỉ Hàn Quốc. Hôm 19 tháng 10, một đoạn video do Spravdi chia sẻ cho thấy hình ảnh có vẻ là binh sĩ Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai tại một trung tâm huấn luyện quân sự của Nga giữa lúc lo ngại gia tăng về kế hoạch của Bình Nhưỡng điều hành hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong đoạn video, hàng chục binh sĩ gốc Á nói giọng Triều Tiên nhận trang bị tại trường huấn luyện Sergeyevsky ở vùng viễn đông của Nga. Đoạn video được công bố chỉ một ngày sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS xác nhận Triều Tiên đã quyết định điều động khoảng 10.000 quân nhân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine và đã bắt đầu triển khai. Ngày 18 tháng 10, NIS cho biết Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng viễn đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tuyên bố, cho biết họ đã làm việc với cơ quan tình báo Ukraine và đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng khuôn mặt để xác định các sĩ quan Triều Tiên ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine hỗ trợ lực lượng Nga bắn tên lửa. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp an ninh đột xuất với các quan chức tình báo, quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt để thảo luận về sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phía Hàn Quốc khẳng định mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên đã vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển vật tư quân sự khi thực hiện điều động quân đội. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc. Hiện Nga và Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc và phương Tây cáo buộc. Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu quốc gia này bị tấn công, theo hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Ông Rudenko nói ngày 15 tháng 10, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á sau khi Triều Tiên phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới với Hàn Quốc, nếu một hành động gây hấn được tiến hành nhằm vào Triều Tiên, tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện theo hiệp ước của chúng tôi và của Triều Tiên. Các điều khoản mà ông Rudenko nhắc đến nằm trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó đã đệ trình hiệp ước lên Duma quốc gia để phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Ông Rudenko nói, nội dung hiệp ước nói lên tất cả, điều 3, điều 4, hiệp ước đã được ký kết, vì vậy nó được công khai. Hiệp ước có điều 4, đề cập đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị gây hấn. Theo đó, các bên trong trường hợp một trong hai bên bị gây hấn sẽ cung cấp cho nhau bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phát biểu trước Quốc hội Ukraine rằng Triều Tiên là bên tham chiến trên thực tế trong cuộc xung đột tại Ukraine và đứng về phía Nga. Ông Zelensky tiết lộ, tình báo Ukraine đã phát hiện ra rằng Bình Nhưỡng đang chuyển không chỉ vũ khí mà còn cả quân nhân Triều Tiên tới Nga. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã từ lâu chỉ trích mối quan hệ quân sự đậm sâu giữa Nga và Triều Tiên. Ba nước Mỹ, Nhật, Hàn
mới đây công bố một nhóm chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt vũ khí nhắm vào Triều Tiên. Vậy mức độ sâu trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên là như thế nào? Dỗ tin Triều Tiên gửi quân sang Nga. Theo Ukraine và Hàn Quốc, chuyện này là có thật. Vào ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un nói với các chính sĩ Hàn Quốc rằng khả năng cao có quân nhân Triều Tiên tử vong khi Ukraine tấn công gần Donetsk vào ngày 3 tháng 10. Còn vào ngày 18 tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc nói rằng các tàu hải quân Nga chuyển 1.500 binh sĩ Triều Tiên tới thành phố cảng Vladivostok vào ngày 8 đến ngày 13 tháng 10. Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nhân lực Triều Tiên đang có mặt tại Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hồi đầu tháng 10 rằng đây là một tin giả nữa. Giới chuyên gia cho rằng không thể loại trừ khả năng đó. Edward Howell, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford, nói với hãng tin Al Jazeera, chúng ta biết rằng Nga cần nhân lực. Ông Howell cho rằng, ngay cả khi Triều Tiên không gửi bộ binh giúp Nga thì cũng khó hạ thấp khả năng Triều Tiên gửi công binh cũng như nhân lực nhằm hỗ trợ theo dõi và giám sát việc sử dụng vũ khí do Triều Tiên cung cấp trên chiến trường Ukraine. Howell là chuyên gia nghiên cứu về chính trị và quan hệ quốc tế của Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Ukraine để chiến đấu hỗ trợ Nga. Trong phát biểu qua video, ông Zelensky nói rằng đây không còn là việc chuyển giao vũ khí nữa mà đã là việc đưa cả người sang. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại trước tin tức về sự hiện diện quân sự của Triều Tiên ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chưa độc lập đưa ra lời cáo buộc nào nhằm vào Bình Nhưỡng. Tướng Charles Flynn, chỉ huy của lục quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá rằng nếu nhân lực Triều Tiên tham chiến tại Ukraine, họ sẽ nhận được phản hồi thực tế về vũ khí của mình được sử dụng tại đó. Tướng Flynn cho rằng phản hồi đó sẽ giúp Triều Tiên điều chỉnh vũ khí, đạn dược, năng lực và cả nhân sự. Thỏa thuận quốc phòng giữa Triều Tiên và Nga có nội dung gì? Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiếm khi ra nước ngoài, nhưng ông đã thăm Nga vào tháng 9 năm 2023 và mời Tổng thống Nga Putin thăm Triều Tiên. Hồi tháng 6 năm 2024, Tổng thống Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của mình đến Triều Tiên trong 24 năm. Vào dịp này, hai bên ký một thỏa thuận tương trợ quốc phòng. Ngôn từ chính xác trong văn bản này chưa được công bố, nhưng có điều khoản về tương trợ quy định hai nước sẽ trợ giúp quân sự cho nhau nếu một trong hai nước bị tấn công. Và rồi vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, quân Ukraine đã đột kích vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Về lý thuyết, điều này sẽ kích hoạt điều khoản tương trợ quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên. Tin đồn Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc đều khẳng định Triều Tiên có cung cấp vũ khí cho Nga, trong khi Nga và Triều Tiên cùng phủ nhận. Vào ngày 9 tháng 10, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tập kích một kho vũ khí của Nga, bao gồm vũ khí do Triều Tiên gửi cho Nga. Trong một thông cáo chung trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng họ lên án hợp tác quân sự ngày một sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm việc tiếp tục chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang Nga. Ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó của Hàn Quốc là Shin Won-sik nói rằng Triều Tiên gửi khoảng 6.700 container chứa hàng triệu viên đạn cho Nga. Kể từ tháng 9 năm 2023, để đổi lấy lương thực và nguyên liệu thô dùng trong chế tạo vũ khí. Hồi tháng 3 năm 2024, Nga đã phủ quyết việc Liên Hợp Quốc gia hạn cho nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc giám sát việc Triều Tiên tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Thị trưởng Seoul Oh Se-hun vừa đưa ra lời kêu gọi Hàn Quốc cần có vũ khí hạt nhân khi bình luận về việc Bình Nhưỡng liên tục đe dọa thủ đô của Hàn Quốc. Theo hãng tin RT, thị trưởng Seoul Oh Se-hun cuối tuần qua đã lên án những mối đe dọa không thể chấp nhận đối với khu vực thuộc sự quản lý của ông, ám chỉ bình luận gần đây của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố tấm hình cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên trao đổi với các quan chức cấp cao nước này về bản đồ Seoul. Thị trưởng Oh Se-hun cho hay bản thân ông cảm thấy rất tức giận và thất vọng sâu sắc khi chứng kiến Bình Nhưỡng liên tục đe dọa thành phố Seoul. Ông Oh Se-hun nói, Triều Tiên thả những quả bóng bay chứa đầy rác qua biên giới Hàn Quốc, gây thiệt hại tài sản và hỏa hoạn ở nhiều nơi. Mới đây, họ còn ném bom ở ngay trước khu phi quân sự và bờ biển phía đông. Thị trưởng Seoul nhấn mạnh rằng Triều Tiên dám thực hiện hành động khiêu khích vì nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Hàn Quốc thì không. Điều này đã tạo ra sự bất cân xứng giữa hai bên. Ông Oh Se-hun nhấn mạnh thêm, đây là lý do tại sao chúng ta phải khẩn trương tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Không có giải pháp nào khác để đạt được hòa bình ngoài việc tăng cường năng lực quốc phòng. Thị trưởng Oh Se-hun là một trong những chính trị gia uy tín nhất lên tiếng ủng hộ Hàn Quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng nước này không tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân của riêng mình và nhắc lại lời cam kết tăng gấp đôi nỗ lực hoàn thiện chiến lược răn đe hạt nhân với Mỹ, quốc gia cung cấp cho Seoul chiếc ô hạt nhân kể từ những năm 1950. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang trong thời gian gần đây. Bình Nhưỡng hôm 15 tháng 10 đã cho nổ tung tuyến đường bộ và đường sắt trên biên giới chung giữa hai miền Triều Tiên. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc gửi máy bay không người lái qua biên giới để giải truyền đơn chứa đầy thông tin tuyên truyền chính trị và vu khống. Bình Nhưỡng cũng lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington, xem đây là sự chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc chiến tranh mới. Trước đó vào hồi tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã bác bỏ khả năng nước này sẽ phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền được Reuters đăng tải ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Shin Won-sik nhấn mạnh việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa vị thế ngoại giao cũng như nền kinh tế của Hàn Quốc. Bộ trưởng Shin Won-sik nêu rõ, quan hệ đồng minh của chúng tôi với Mỹ sẽ rạn nứt nếu chúng tôi rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Điều đó sẽ kéo theo nhiều hậu quả khác nhau. Đầu tiên là cú sốc tức thời đối với thị trường tài chính của chúng tôi. Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh Triều Tiên đang nhanh chóng mở rộng các năng lực tên lửa và hạt nhân, dư luận Hàn Quốc trong những tháng gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi Seoul theo đuổi vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Shin Won-sik khẳng định các nỗ lực của Liên minh Mỹ-Hàn nhằm tăng cường năng lực răn đe chính là biện pháp dễ dàng nhất, hiệu quả nhất và hòa bình để đối phó với cái gọi là các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Mỹ-Hàn MCM lần thứ 49 theo hình thức trực tuyến, thảo luận về vai trò của Bộ Tư lệnh Chiến lược mới thành lập hồi đầu tháng 10 và tái khẳng định quyết tâm về răn đe mở rộng. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Quinton Brown, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Samuel Papado, Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn Paula Camara và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo. Trong cuộc họp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn trong quá trình phát triển kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh Chiến lược theo tuyên bố Washington được lãnh đạo Mỹ-Hàn thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Song Phương vào tháng 8 năm ngoái. Ông Kim Myung-soo chỉ trích sự vô lý của Bình Nhưỡng khi tuyên bố hai miền Triều Tiên là mối quan hệ thù địch giữa hai quốc gia đang giao chiến và hành động thả bóng bay chứa rác thải của Triều Tiên. Hai bên có chung nhận định rằng các hành vi khiêu khích của Triều Tiên và hợp tác quân sự Nga-Triều đang làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của hai nước cho biết, cuộc tập trận quân sự chung đa miền đầu tiên giữa ba nước Mỹ-Nhật-Hàn mang tên Freedom Edge được tổ chức lần đầu trong năm nay. Trong đó gồm cuộc tập trận ba bên với sự tham gia của hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và máy bay chiến đấu của cả hai nước Hàn-Nhật đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường hợp tác an ninh của ba nước. Phía Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến trong thời chiến Ofkern từ Mỹ sang Hàn Quốc dựa trên điều kiện thiết lập Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực liên quan. Hội nghị Ủy ban Quân sự Mỹ-Hàn được tổ chức hàng năm hoặc khi cần thiết kể từ năm 1978 để thảo luận các vấn đề quân sự của đồng minh, đưa ra chỉ đạo chiến lược và hướng dẫn tác chiến cho liên quân nhằm đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc. Cuộc họp lần này vốn dự kiến tổ chức tại Washington DC, Mỹ, nhưng đã phải chuyển sang hình thức họp trực tuyến trước tình hình an ninh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên tiếp tục hoạt động, thả rất nhiều bóng bay rác sang Hàn Quốc. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc giải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết dường như Triều Tiên đang thả bóng bay chứa rác qua biên giới trong ngày 19 tháng 10. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu khả năng bóng bay chứa rác thải của Triều Tiên sẽ bay tới tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon của nước này. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc giải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quân sự nghiêm khắc nếu Triều Tiên vượt quá giới hạn với chiến dịch bóng bay rác đang diễn ra hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc. Ngày 19 tháng 10, Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện các mảnh vỡ của máy bay không người lái UAV từ quân đội Hàn Quốc bị rơi và đe dọa trả đũa các nước láng giềng.
Thông báo này làm tăng thêm bầu không khí vốn đã căng thẳng trên bán đảo. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, chiếc UAV này có thể đã được sử dụng để thả truyền đơn xuống thủ đô. Các UAV tương tự đã được phát hiện giải truyền đơn đầy nội dung, tuyên truyền chính trị và vu khống vào đầu tháng này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cảnh báo, nếu hành vi vi phạm lãnh thổ, vùng trời và vùng biển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng phương tiện quân sự của Hàn Quốc bị phát hiện và xác nhận một lần nữa, thì đó sẽ bị coi là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng chống lại chủ quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và sẽ là một hành động tuyên chiến. Và tấn công trả đũa sẽ được thực hiện ngay lập tức. Bà Kim Jong-un, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là một quan chức chính phủ hàng đầu, vào ngày 17 tháng 10 trong tuyên bố rằng Bình Nhưỡng có bằng chứng rõ ràng rằng Hàn Quốc đã vi phạm không phận nước này. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối xác nhận rằng UAV của họ đã bay qua biên giới. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng Liên quân, Đại tá Lee Sung-jun nói với các phóng viên trong tuần rằng vấn đề này là điều cần được Triều Tiên làm rõ. Bình Nhưỡng đã bắt đầu đưa ra những lời lẽ thù địch trong những tháng gần đây, cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích. Trong tuần này, Triều Tiên cho nổ tung các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc, thế sẽ tách biệt hoàn toàn hai nước và biến khu vực biên giới thành pháo đài vĩnh cửu. Vào tháng 1, ông Kim Jong-un đề xuất từ bỏ cam kết lâu dài về thống nhất và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Căng thẳng diễn ra sau một loạt cử chỉ thân thiện vào cuối những năm 2010, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giảm thăng tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim tại Hà Nội vào năm 2019 không đạt được kết quả khi cả hai bên cho rằng bên còn lại đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã tăng cường thử nghiệm tên lửa, trong khi Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Theo KCNA, ngày 18 tháng 10, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thị sát Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân số 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông nói rằng Quân đội Nhân dân cần một lần nữa ghi nhớ thực tế rằng Hàn Quốc là một quốc gia khác và rõ ràng là một quốc gia thù địch. Ông nói thêm rằng nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc xâm phạm, sẽ không do dự sử dụng vũ lực mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Ông Kim Jong-un cho rằng việc Triều Tiên cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc mới đây không chỉ có nghĩa là đóng cửa về mặt vật lý mà còn có nghĩa là cắt đứt mối quan hệ xấu xa với Seoul và loại bỏ hoàn toàn ý thức về sự đồng tộc và thống nhất. Ông nhấn mạnh, dùng sức mạnh kiềm chế kẻ thù mới có thể đạt được nền hòa bình một cách đáng tin cậy, an ninh và vững chắc. Quân đội nhân dân cần phải trở nên hùng mạnh hơn. Trước đó vào ngày 17 tháng 10, hãng tin KCNA xác nhận Hội nghị Chính trị Tối cao Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để đưa Hàn Quốc vào danh sách quốc gia thù địch và phá hủy con đường bộ nối hai miền Triều Tiên. Nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp để củng cố phong tỏa vĩnh viễn đường biên giới với miền Nam. Cục diện căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày càng gia tăng. Thế giới bên ngoài lo ngại về khả năng hai miền Triều Tiên sẽ lại xảy ra chiến tranh trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Kim Dong-yeol, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, Hàn Quốc, cho rằng điều này hiện nay sẽ chưa xảy ra và nghi ngờ về khả năng Triều Tiên phát động một cuộc tấn công toàn diện. Ông cho rằng Triều Tiên nhận thức rất rõ hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột quy mô lớn. Ông Nam Sung Úc, giáo sư nghiên cứu giảng dạy về Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul cho rằng, những cáo buộc gần đây của Triều Tiên chống lại Hàn Quốc như cho máy bay không người lái xâm nhập có lẽ chỉ là một cuộc chiến ngôn từ, bởi vì cả hai phía Triều Tiên và Hàn Quốc đều biết rằng họ không thể gánh chịu cái giá phải trả cho một cuộc xung đột toàn diện. Khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế cũng rất thấp. Ông Kang Dong-kwan, giáo sư chính trị và ngoại giao tại Đại học Đông Á ở Busan cũng không tin tình hình giữa hai miền Triều Tiên sẽ leo thang đến mức nổ ra chiến sự trong thời gian tới, đồng thời cho rằng Triều Tiên sẽ chỉ lợi dụng đối đầu quân sự để tăng cường sự đoàn kết nội bộ. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, ngày 20 tháng 10, quân đội nước này đã bắt đầu đợt tập trận cơ động dã ngoại quy mô lớn. Trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang ngày một căng thẳng, đợt tập trận này cũng nhằm nâng cao năng lực ứng phó của toàn bộ lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Đợt tập trận này của Hàn Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11 tới, với sự tham gia của nhiều binh chủng, bao gồm bộ binh, pháo binh, tên lửa, tăng thiết giáp, phòng không, không quân, cùng lực lượng cơ động. Đây là hoạt động định kỳ dành cho binh sĩ Hàn Quốc, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay đang gia tăng căng thẳng do nhiều động thái của các bên liên quan. Hoạt động này được tiến hành theo kịch bản giả định xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc bị đối phương tấn công, nhằm tập trung lực lượng của toàn bộ hải quân, lục quân và không quân đối phó với nguy cơ bị công kích bất ngờ. Lực lượng quân đội Mỹ cũng tham gia một phần của hoạt động này. Phía Hàn Quốc cũng cho hay họ đang dành sự chú ý đặc biệt và theo dõi sát sao các diễn biến từ phía Triều Tiên.
đồng thời tỏ ra rất quan ngại về một số động thái gần đây như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở làm dầu uranium, việc phía Triều Tiên điều động quân đội và cho phá hủy nhiều đoạn đường dẫn sang Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cũng khẳng định Triều Tiên đang đẩy mạnh quá trình chuẩn bị, thử nghiệm và phóng vệ tinh nhân tạo và có khả năng sẽ thực hiện rất sớm việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 18 tháng 10 cho biết, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ đã làm việc với cơ quan tình báo Ukraine và đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng khuôn mặt để xác định các sĩ quan Triều Tiên ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, hỗ trợ lực lượng Nga bắn tên lửa. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp an ninh đột xuất với các quan chức tình báo, quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt để thảo luận về sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phía Hàn Quốc khẳng định, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên đã vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển vật tư quân sự khi thực hiện điều động quân đội. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc. Hiện cả Nga và Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc và các nước phương Tây cáo buộc. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 17 tháng 10 đã thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Sau khi nghe báo cáo, ông đã kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội tại đây. Theo thông tin trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng môi trường an ninh mà Triều Tiên phải đối mặt đòi hỏi quân đội nước này phải tăng cường khả năng tiến hành chiến tranh và thực hiện thêm các biện pháp quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choe Son-hui đã cảnh báo các quốc gia tham gia vào hoạt động trừng phạt bất hợp pháp chống lại nước này sẽ phải trả giá đắt và trừng phạt chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Triều Tiên. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ và các quốc gia đi theo đang mưu đồ khôi phục mô hình đàn áp trừng phạt Triều Tiên bằng cách đi ngược lại các nguyên tắc đã được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, lấy bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau làm cốt lõi. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bà Choe nói, nhóm chuyên gia làm việc trong 10 năm để giám sát nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã biến mất. Cái gọi là nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia thay thế là bất hợp pháp và là sự phủ nhận hiến chương của Liên Hợp Quốc. Bà Choe Son-hui dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, nỗi đau mà Mỹ áp đặt lên người dân Triều Tiên sẽ chuyển thành sự phẫn nộ mạnh mẽ nhằm vào nước này và trở thành nhân tố quyết định và cơ hội chiến lược để tăng cường sức mạnh của Triều Tiên. Bà khẳng định ý chí của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích phát triển, bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và thế giới trước những ý đồ thù địch của Mỹ và các nước đi theo là không thay đổi. Ngoại trưởng Choe Son-hui cũng tuyên bố, Mỹ sẽ phải gánh vác trách nhiệm về vụ máy bay không người lái của Hàn Quốc thâm nhập vào Bình Nhưỡng. Ngày 19 tháng 10, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nhóm giám sát trừng phạt Triều Tiên mới được thành lập do Mỹ đứng đầu là hoàn toàn bất hợp pháp và không chính đáng. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần trước đã công bố thành lập một nhóm mới với sự tham gia của đa quốc gia nhằm giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc ngăn cản các hoạt động giám sát tại Liên Hợp Quốc. Được biết, nhóm chuyên gia của Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kết thúc nhiệm kỳ và giải tán vào ngày 30 tháng 4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16 tháng 10 cho biết, để bù đắp những thiếu sót trong cơ chế giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, 11 quốc gia bao gồm Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia. Hồi tháng 3 năm nay, Nga đã bác bỏ việc gia hạn hoạt động của một nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố, những thế lực tham gia vào chiến dịch bôi nhọ Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Bà cho rằng hoạt động của nhóm gồm sự tham gia của 8 quốc gia là hành vi sai trái khi coi thường trật tự quốc tế và là sự vi phạm trắng trợn nhất đối với chủ quyền của Triều Tiên. Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc cho biết,
nhóm này sẽ tiếp tục thực hiện công việc của nhóm giám sát Liên Hợp Quốc, bao gồm việc ban hành các báo cáo thường kỳ về việc thực thi lệnh trừng phạt và sẽ có sự tham gia của 8 quốc gia khác, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Việc tham gia nhóm giám sát mới đã được công bố tại một cuộc họp báo chung tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano cùng với đại sứ của 8 quốc gia khác. Triều Tiên đã chịu nhiều biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ năm 2016 vì chương trình phát triển hạt nhân. Từ năm 2019, Nga và Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng trừng phạt cho Triều Tiên. Hiện không có thời hạn nào đặt ra cho việc áp dụng các lệnh này. Trong bản tin phát vào ngày 19 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố một số hình ảnh tĩnh của thiết bị bay không người lái mà họ cho biết đã tìm thấy vào hôm 13 tháng 10. Theo KCNA, hình dáng của thiết bị bay không người lái này tương tự với loại đã giải truyền đơn trên bầu trời Bình Nhưỡng gần đây, cùng mẫu với loại được quân đội Hàn Quốc mang ra trình diễn trong một cuộc diễn tập quân sự ở Seoul vào ngày 1 tháng 10. Chính phủ Hàn Quốc từ chối xác nhận liệu có thiết bị bay không người lái nào được sử dụng hay không, và nếu có, liệu chúng có do quân đội hay dân thường điều khiển. Hàn Quốc cho rằng việc bình luận về tuyên bố của Triều Tiên sẽ khiến họ sập bẫy âm mưu. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã gia tăng kể từ năm 2023, khi cả hai bên tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực. Trong năm nay, theo hãng tin Reuters, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác qua biên giới Hàn Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua. Để đáp trả, Seoul đã khôi phục hoạt động, phát loa phóng thanh tuyên truyền khiến Bình Nhưỡng tức giận. Gần đây, Triều Tiên đã tăng cường các cáo buộc cho rằng trong tháng này, quân đội Hàn Quốc điều thiết bị máy bay không người lái tới Bình Nhưỡng trong 3 ngày để giải truyền đơn. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT ngày 13 tháng 10 đã phát đi tuyên bố của bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thiết bị máy bay không người lái của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. Tiếp đó, hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggi và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự với Hàn Quốc. Theo KCNA, việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch hoàn toàn. Để đáp lại các vụ nổ đường bộ và đường sắt của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, trong khi giới chức Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của một chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Trong một diễn biến liên quan, theo John Hap, ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng coi việc nổ tung một số tuyến đường bộ nối bán đảo Triều Tiên là hành động phù hợp với hiến pháp, thể hiện nỗ lực tách biệt hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường bộ cao tốc và đường sắt giữa hai miền cũng đã bị chặn hoàn toàn. KCNA cho biết, đây là phương thức hợp pháp và tất yếu, được thực thi theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó định nghĩa Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Đây cũng là biện pháp phản ứng trước những hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch. Về phía Hàn Quốc, Seoul đã lên án mạnh mẽ động thái của Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố rằng chính phủ nước này có thể kiện Triều Tiên bởi dự án đường bộ và đường sắt kết nối hai miền bao gồm khoản vay trị giá 133 triệu đô la Mỹ của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc tuyên bố, mọi trách nhiệm liên quan đến việc cho nổ các tuyến đường bộ thuộc về Bình Nhưỡng, kể cả nghĩa vụ trả nợ. Theo John Hap, quân đội Hàn Quốc cho biết, dường như Triều Tiên đang thả bóng bay chứa rác qua biên giới trong ngày 19 tháng 10. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu, khả năng bóng bay chứa rác của Triều Tiên sẽ bay tới tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon của nước này. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc giải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quân sự nghiêm khắc nếu Triều Tiên vượt quá giới hạn với chiến dịch bóng bay rác đang diễn ra hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã gia tăng kể từ năm 2023 khi cả hai tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực. Trong năm nay, theo hãng tin Reuters, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác qua biên giới Hàn Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua. Để đáp trả, Seoul đã khôi phục hoạt động, phát loa phóng thanh tuyên truyền khiến Bình Nhưỡng tức giận. Gần đây, Triều Tiên đã tăng cường các cáo buộc cho rằng trong tháng này, quân đội Hàn Quốc
điều thiết bị máy bay không người lái tới Bình Nhưỡng trong 3 ngày để giải truyền đơn. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT ngày 13 tháng 10 đã phát đi tuyên bố của bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thiết bị máy bay không người lái của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. Tiếp đó, hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggui và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự với Hàn Quốc. Theo KCNA, việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch hoàn toàn. Để đáp lại các vụ nổ đường bộ và đường sắt của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, trong khi giới chức Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của một chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Giới chuyên gia nhận định, mặc dù tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên có vẻ căng thẳng, nhưng không có khả năng gia tăng thành một cuộc chiến toàn diện. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền với Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Hôm 14 tháng 10, em gái chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Jo-jang cảnh báo, khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến xung đột với Hàn Quốc. Ông Jim Hoare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết, hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa kể từ năm 1953. Theo ông Hoare, hành động phá hủy của Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng và không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế. Nếu đang lên kế hoạch tấn công, họ sẽ không bao giờ cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 10 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra trong chuyến thị sát trụ sở quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 17 tháng 10, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Ông Kim Jong-un cho biết, khi chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm, thì lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ được sử dụng không do dự, không cần tuân thủ các điều kiện. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hãng tin KCNA cho biết, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên. Động thái này được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong khi đó, khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội trong tuần này. Thông báo được KCNA đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền với Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Vào ngày 14 tháng 10, em gái chủ tịch Kim Jong-un là bà Kim Jo-jong cảnh báo khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Triều Tiên. Chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến chiến tranh với Hàn Quốc. Ông Jim Hare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết, hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa kể từ năm 1953. Theo ông Hare, hành động phá hủy của Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng và không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế. Nếu đang lên kế hoạch tấn công, họ sẽ không cho nổ tung các tuyến đường. Ông Edward Howell, thành viên quỹ Hàn Quốc tại Chatham House, cũng cho rằng sự leo thang ngày càng gia tăng đều là một phần trong chiến lược hiện tại của Triều Tiên, đó là chiến lược bên miệng hồ chiến tranh. Theo ông Howell, trong quá khứ, Triều Tiên từng tăng cường các hành động khiêu khích vào những năm bầu cử của Mỹ. Họ muốn thử nghiệm và xem liệu Mỹ có nhượng bộ hay không. Ông Peter Watt, nhà nghiên cứu tại Viện Sejong ở Seoul, nói với tờ Financial Times rằng, đối với Triều Tiên, việc phá hủy các con đường đóng vai trò như một cảnh tượng kịch tính để khán giả trong nước và quốc tế thấy sự thù địch và bất bình đẳng của họ đối với Hàn Quốc. Ông Peter nhấn mạnh, đó là cách họ thu hút sự chú ý mà không kéo theo phản ứng quân sự,
bởi vì cuối cùng, tất cả những gì họ đang làm là phá hủy những con đường ở bên họ. Nếu một ngày nào đó, họ muốn xây dựng lại chúng, thứ duy nhất họ có rất nhiều là bê tông. Căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên đã âm ỉ kể từ trước khi cuộc chiến liên Triều chia cắt hai miền vào năm 1953. Cách tiếp cận của Triều Tiên trước đây là hướng tới thống nhất, nhưng điều đó đã dần thay đổi. Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Kaesong. Tới tháng 12 năm 2023, truyền thông Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố ông sẽ không còn tìm cách thống nhất hai miền và xem Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tới ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo Bloomberg, thương mại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã giảm xuống gần bằng không từ mức 2,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Còn theo phân tích của Bloomberg Economics, một cuộc chiến toàn diện trên bán đảo Triều Tiên có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 4.000 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Business Insider ngày 16 tháng 10 dẫn lời một tướng quân đội Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao một loại máy bay không người lái UAV mới của Triều Tiên, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire dành cho UAV Mỹ, MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk. Chuẩn tướng Patrick Costello phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quân đội Mỹ năm 2024 vào ngày 15 tháng 10. Triều Tiên gần đây trình làng một UAV đa nhiệm và trinh sát, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire, tương tự như RQ-4 và MQ-9. Ông Costello, người giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cho biết, Triều Tiên chủ yếu phát triển UAV có trọng lượng khoảng 600 kg hoặc nhẹ hơn. Ông Costello đang quan tâm một cặp UAV mà Triều Tiên trưng bày vào tháng 7 năm 2023, trông giống MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, hai trong số những UAV tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên lúc đó đưa tin, các UAV này mới được phát triển và phát video về một chiếc UAV phóng tên lửa. Điều này khiến phương Tây so sánh với tên lửa dẫn đường Hellfire được sử dụng trong các hệ thống của Mỹ. Khả năng chính xác của các UAV và vũ khí mới của Triều Tiên vẫn chưa được làm rõ. Nếu tên lửa của Triều Tiên thực sự được dẫn đường thì cũng không rõ chúng được sử dụng hệ thống nào. Nhận xét của tướng Costello giờ đây cho thấy đánh giá của quân đội Mỹ rằng các UAV này ít nhất đã được chế tạo với một số hiểu biết về phần cứng của Mỹ. Nhận xét của ông là một phần của bài thuyết trình về các mối đe dọa từ UAV tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ nói về nhu cầu chuẩn bị tốt hơn cho chiến sự bằng UAV, đặc biệt là khi các UAV nhỏ đóng vai trò lớn dần trong các cuộc xung đột gần đây như ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu ngân sách 2,4 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống UAV trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Danh sách các khoản cần tài trợ mà quân đội Mỹ chưa đáp ứng được trong năm tài chính này bao gồm khoảng 741 triệu đô la Mỹ cho các hệ thống chống UAV và phòng không. Ngành công nghiệp UAV cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các nhà thầu quốc phòng mới như Andrew đang thực hiện hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ để phát triển công nghệ chống UAV. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên ngày 17 tháng 10 tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. KCNA cho biết, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên. Động thái này được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ, vào ngày 15 tháng 10, các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 m ở Kamhori, huyện Kosom, tỉnh Gangwon và các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 m ở Tomneri thuộc Panmu, thành phố Kaesong đã bị cắt đứt hoàn toàn bằng cách nổ mìn. Trước đó, phía Hàn Quốc cho biết, sáng ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ một phần các tuyến đường kết nối với Hàn Quốc. Cũng trước đó vài ngày, Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của hợp tác liên Triều. Các tuyến đường bộ và đường sắt Gyeonggui và Donghae từng là cầu nối quan trọng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được sử dụng cho các dự án hợp tác kinh tế và chương trình nhân đạo. Thưa quý vị, mới đây, cả Nga và Triều Tiên đều lên tiếng cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về những động thái mà liên minh quân sự này đang đưa ra với Moscow và Bình Nhưỡng, cũng như với quan hệ giữa hai quốc gia trên. Hãng tin Sputnik dẫn lời bà Yulia Dzhanova, quyền trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Viên, Áo về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí cho biết, trên thực tế, NATO từ lâu đã chuẩn bị cho khả năng tiềm ẩn xảy ra xung đột vũ trang với Moscow. Theo bà, NATO đã phê duyệt các kế hoạch phòng thủ khu vực,
xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các chỉ huy quân sự của khối và đang thử nghiệm các tuyến đường hậu cần để chuyển quân và vũ khí qua Đại Tây Dương đến sườn phía đông. Ngoài ra, các phương án khả thi cho xung đột với Nga đang liên tục được tính toán, từ cực Bắc đến Biển Đen. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, có những động thái hết sức khiêu khích được thực hiện ở hướng Ukraine như đều đặn gia tăng phạm vi cung cấp tên lửa, tiếp tục những phát ngôn khoa trương về khả năng gửi quân NATO tới Kiev. Trò chơi này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến leo thang xung đột với hậu quả thảm khốc. Bà Dzhanova lưu ý rằng, Nga đang có những cảnh báo rõ ràng về điều này trên các diễn đàn ngoại giao quốc tế. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo việc NATO có thể phải đối mặt với hậu quả bi thảm nếu tiếp tục theo đuổi lập trường chống Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn bộ trên nhấn mạnh, NATO đã vu khống sự tăng cường hợp tác giữa các quốc gia độc lập có chủ quyền. Nếu NATO tiếp tục cố gắng xâm phạm phẩm giá, chủ quyền, an ninh và lợi ích của Triều Tiên, trong khi kiên trì theo đuổi chính sách thù địch, NATO sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả bi thảm có thể xảy ra. Tuần trước, NATO đã ra tuyên bố lên án Triều Tiên và Iran vì tiếp tay cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine bằng cách hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. Nga và Triều Tiên tiếp tục thắt chặt quan hệ với những chuyến thăm song phương dày đặc trong năm 2024. Ngày 13 tháng 9, Hội đồng An ninh Liên bang Nga ra thông báo cho hay, lãnh đạo cơ quan này Sergei Shoigu đã có chuyến thăm Triều Tiên trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa hai quốc gia. Các quan chức Nga và Triều Tiên đã thảo luận về hàng loạt vấn đề quan hệ song phương cũng như quan hệ quốc tế. Sau đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Thông báo cũng cho biết, các cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí đặc biệt tin cậy và hữu nghị và sẽ giúp thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng hồi tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của Cơ quan Tình báo Quốc gia nước này NIS cho hay họ đang theo dõi chặt chẽ khả năng Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hui đến thăm Nga. Trong thời gian gần đây, Bình Nhưỡng và Moscow đã không ngừng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự cũng như tăng cường trao đổi đoàn. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 cho biết, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng viễn đông của Nga để tham gia huấn luyện và thích nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tuyên bố, Cơ quan Tình báo Quốc gia cho biết họ đã làm việc với Cơ quan Tình báo Ukraine và đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng khuôn mặt để xác định các sĩ quan Triều Tiên ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine hỗ trợ lực lượng Nga bắn tên lửa. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp an ninh đột xuất với các quan chức tình báo, quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt để thảo luận về sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phía Hàn Quốc khẳng định, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên đã vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển vật tư quân sự khi thực hiện điều động quân đội. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, không chỉ đối với Hàn Quốc. Hiện cả Nga và Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc và phương Tây cáo buộc. Hàn Quốc nêu bật tầm quan trọng của việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong-ho nhấn mạnh, đối với Seoul, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất đạo đức. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã từ chối ý tưởng thống nhất và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch trong hiến pháp của nước này. Phát biểu tại thủ đô Washington trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Kim Jong-ho nêu rõ, có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề thống nhất, nhưng đối với người Hàn Quốc, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên phải được nhìn nhận từ góc độ đạo đức và giá trị gắn kết, thay vì chỉ tập trung vào những lợi ích và chi phí kinh tế. Ông cũng khẳng định, Hàn Quốc sẽ theo đuổi một sự thống nhất, tự do và hòa bình theo học thuyết mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố vào tháng 8 vừa qua, dựa trên các nguyên tắc tự do, hòa bình và thịnh vượng. Quan chức này nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm đối ngoại với Bình Nhưỡng, Seoul sẽ triển khai mọi biện pháp khả thi để tạo nền tảng cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 10 đưa tin, trong chuyến thị sát trụ sở quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA,
các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước đó ngày 16 tháng 10, Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ-Nhật-Hàn lần thứ 14 diễn ra tại Seoul, trong đó các bên đặc biệt đề cập đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tại buổi họp báo sau hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kirk Campbell cùng hai người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun và Nhật Bản Okano Masataka đã nhất trí sẽ giữ vững mối quan hệ đồng minh, tăng cường hợp tác an ninh thông qua sự phối hợp chặt chẽ để ứng phó kiên quyết với các biến động trong khu vực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 10 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra trong chuyến thị sát trụ sở quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 17 tháng 10, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Ông Kim Jong-un cho biết, khi chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm, thì lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ được sử dụng không do dự, không cần tuân thủ các điều kiện. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hãng tin KCNA cho biết, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên. Động thái này được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong khi đó, khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội trong tuần này. Thông báo được KCNA đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền với Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Vào ngày 14 tháng 10, em gái Chủ tịch Kim Jong-un là bà Kim Jo-jong cảnh báo khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Triều Tiên. Chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến chiến tranh với Hàn Quốc. Ông Jim Hare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết, hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa kể từ năm 1953. Theo ông Hare, hành động phá hủy của Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng và không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế. Nếu đang lên kế hoạch tấn công, họ sẽ không cho nổ tung các tuyến đường. Ông Edward Howell, thành viên Quỹ Hàn Quốc tại Chatham House, cũng cho rằng sự leo thang ngày càng gia tăng đều là một phần trong chiến lược hiện tại của Triều Tiên, đó là chiến lược bên miệng hố chiến tranh. Theo ông Howell, trong quá khứ, Triều Tiên từng tăng cường các hành động khiêu khích vào những năm bầu cử của Mỹ. Họ muốn thử nghiệm và xem liệu Mỹ có nhượng bộ hay không. Ông Peter Watt, nhà nghiên cứu tại Viện Sejong ở Seoul, nói với tờ Financial Times rằng, đối với Triều Tiên, việc phá hủy các con đường đóng vai trò như một cảnh tượng kịch tính để khán giả trong nước và quốc tế thấy sự thù địch và bất bình đẳng của họ đối với Hàn Quốc. Ông Peter nhấn mạnh, đó là cách họ thu hút sự chú ý mà không kéo theo phản ứng quân sự, bởi vì cuối cùng, tất cả những gì họ đang làm là phá hủy những con đường ở bên họ. Nếu một ngày nào đó, họ muốn xây dựng lại chúng, thứ duy nhất họ có rất nhiều là bê tông. Căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên đã âm ỉ kể từ trước khi cuộc chiến liên triều chia cắt hai miền vào năm 1953. Cách tiếp cận của Triều Tiên trước đây là hướng tới thống nhất, nhưng điều đó đã dần thay đổi. Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên triều tại Kaesong. Tới tháng 12 năm 2023, truyền thông Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố ông sẽ không còn tìm cách thống nhất hai miền và xem Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tới ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo Bloomberg, thương mại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã giảm xuống gần bằng không từ mức 2,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Còn theo phân tích của Bloomberg Economics, một cuộc chiến toàn diện trên bán đảo Triều Tiên có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 4.000 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Business Insider ngày 16 tháng 10 dẫn lời một tướng quân đội Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao một loại máy bay không người lái UAV mới của Triều Tiên, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire dành cho UAV Mỹ, MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk. Chuẩn tướng Patrick Costello phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quân đội Mỹ năm 2024 vào ngày 15 tháng 10.
Triều Tiên gần đây trình làng một UAV đa nhiệm và trinh sát, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire, tương tự như RQ-4 và MQ-9. Ông Costello, người giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cho biết, Triều Tiên chủ yếu phát triển UAV có trọng lượng khoảng 600 kg hoặc nhẹ hơn. Ông Costello đang quan tâm một cặp UAV mà Triều Tiên trưng bày vào tháng 7 năm 2023, trông giống MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, hai trong số những UAV tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên lúc đó đưa tin, các UAV này mới được phát triển và phát video về một chiếc UAV phóng tên lửa. Điều này khiến phương Tây so sánh với tên lửa dẫn đường Hellfire được sử dụng trong các hệ thống của Mỹ. Khả năng chính xác của các UAV và vũ khí mới của Triều Tiên vẫn chưa được làm rõ. Nếu tên lửa của Triều Tiên thực sự được dẫn đường thì cũng không rõ chúng được sử dụng hệ thống nào. Nhận xét của tướng Costello giờ đây cho thấy đánh giá của quân đội Mỹ rằng các UAV này ít nhất đã được chế tạo với một số hiểu biết về phần cứng của Mỹ. Nhận xét của ông là một phần của bài thuyết trình về các mối đe dọa từ UAV tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ nói về nhu cầu chuẩn bị tốt hơn cho chiến sự bằng UAV, đặc biệt là khi các UAV nhỏ đóng vai trò lớn dần trong các cuộc xung đột gần đây như ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu ngân sách 2,4 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống UAV trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Danh sách các khoản cần tài trợ mà quân đội Mỹ chưa đáp ứng được trong năm tài chính này bao gồm khoảng 741 triệu đô la Mỹ cho các hệ thống chống UAV và phòng không. Ngành công nghiệp UAV cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các nhà thầu quốc phòng mới như Andrew đang thực hiện hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ để phát triển công nghệ chống UAV. Theo John Hap, quân đội Hàn Quốc cho biết dường như Triều Tiên đang thả bóng bay chứa rác qua biên giới trong ngày 19 tháng 10. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu khả năng bóng bay chứa rác của Triều Tiên sẽ bay tới tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon của nước này. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc giải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quân sự nghiêm khắc nếu Triều Tiên vượt quá giới hạn với chiến dịch bóng bay rác đang diễn ra hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã gia tăng kể từ năm 2023 khi cả hai tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực. Trong năm nay, theo hãng tin Reuters, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay mang rác qua biên giới Hàn Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua. Để đáp trả, Seoul đã khôi phục hoạt động, phát loa phóng thanh tuyên truyền khiến Bình Nhưỡng tức giận. Gần đây, Triều Tiên đã tăng cường các cáo buộc cho rằng trong tháng này, quân đội Hàn Quốc điều thiết bị máy bay không người lái tới Bình Nhưỡng trong 3 ngày để giải truyền đơn. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT ngày 13 tháng 10 đã phát đi tuyên bố của bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thiết bị máy bay không người lái của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. Tiếp đó, hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggi và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự với Hàn Quốc. Theo KCNA, việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch hoàn toàn. Để đáp lại các vụ nổ đường bộ và đường sắt của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, trong khi giới chức Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của một chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Giới chuyên gia nhận định, mặc dù tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên có vẻ căng thẳng, nhưng không có khả năng gia tăng thành một cuộc chiến toàn diện. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền với Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10 là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Hôm 14 tháng 10, em gái chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Jo-jang cảnh báo, khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến xung đột với Hàn Quốc. Ông Jim Hoare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết, hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa kể từ năm 1953. Theo ông Hoare, hành động phá hủy của Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng và không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế. Nếu đang lên kế hoạch tấn công, họ sẽ không bao giờ cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc. Business Insider ngày 16 tháng 10 dẫn lời một tướng quân đội Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao một loại máy bay không người lái UAV mới của Triều Tiên.
sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire dành cho UAV Mỹ, MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk. Chuẩn tướng Patrick Costello phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quân đội Mỹ năm 2024 vào ngày 15 tháng 10. Triều Tiên gần đây trình làng một UAV đa nhiệm và trinh sát, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire, tương tự như RQ-4 và MQ-9. Ông Costello, người giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, Triều Tiên chủ yếu phát triển UAV có trọng lượng khoảng 600 kg hoặc nhẹ hơn. Ông Costello đang quan tâm một cặp UAV mà Triều Tiên trưng bày vào tháng 7 năm 2023, trông giống MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, hai trong số những UAV tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên lúc đó đưa tin, các UAV này mới được phát triển và phát video về một chiếc UAV phóng tên lửa. Điều này khiến phương Tây so sánh với tên lửa dẫn đường Hellfire được sử dụng trong các hệ thống của Mỹ. Khả năng chính xác của các UAV và vũ khí mới của Triều Tiên vẫn chưa được làm rõ. Nếu tên lửa của Triều Tiên thực sự được dẫn đường thì cũng không rõ chúng được sử dụng hệ thống nào. Nhận xét của tướng Costello giờ đây cho thấy đánh giá của quân đội Mỹ rằng các UAV này ít nhất đã được chế tạo với một số hiểu biết về phần cứng của Mỹ. Nhận xét của ông là một phần của bài thuyết trình về các mối đe dọa từ UAV tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ nói về nhu cầu chuẩn bị tốt hơn cho chiến sự bằng UAV, đặc biệt là khi các UAV nhỏ đóng vai trò lớn dần trong các cuộc xung đột gần đây như ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu ngân sách 2,4 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống UAV trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Danh sách các khoản cần tài trợ mà quân đội Mỹ chưa đáp ứng được trong năm tài chính này bao gồm khoảng 741 triệu đô la Mỹ cho các hệ thống chống UAV và phòng không. Ngành công nghiệp UAV cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các nhà thầu quốc phòng mới như Andrew đang thực hiện hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ để phát triển công nghệ chống UAV.